Nam Phương chuẩn bị làm hồ Kiều. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nam Phương Vlog. Mình sẽ múc bang dài suất ăn nhẹ. Mình có sức mình làm hồ. Xương xương. Thôi em cũng ăn ít lắm. Này. Bánh ướt. Cơm. Ba ổ bánh mì. Hột é. Miếng luôn. Ăn hết sức. Hello đại tỷ hả? Không, tao là đại ca. Tao ăn ít vậy chị? Trời ơi, ăn lấy sức rồi đó. Ngon quá à. Phần nào ốm hả? Em ăn em lấy sức, chúc em làm hồ mà. Trời, ngon chết luôn. Ai đứa ăn ha, ăn rồi bỏ cái con chó nó như vậy đó. Đọc. Nó tại nó không có chịu ăn kìa. Em dặn quốc rồi. Không ăn được đó. Con chó gì mà lương lẹo. Ăn không? Ôi gớt cái trái tim rồi đó ba. Sao lỗ mũi bà bự dữ vậy? Nhìn Lâm gì, nhìn Lâm y chang của Hai Báo. Lâm nào nữa rồi? Rồi Lâm nào nữa? Lâm nào? Trời ơi, coi like ta, làm ơn xin hãy biết lên. Lâm Hùng hả vậy? Lâm Trường Sơn hả vậy? Ừ, Lâm Trường Sơn tên ông già ta. Kệ, bình tĩnh. Bình tĩnh đi chị Nam. Coi Nam nào đó ơi. Ủa, em ra tiệm thịt chó đó, em bán được ký có 50 à. Em mua 1 ký 55, 60 ngàn em bán luôn nha. Rồi, cần có 7 ký gử. 400 ngàn. Nó có ăn đâu. Nó có ăn đâu. Ê, mắt tao mắc địch quá. Ê, má mày mới đi địch xíu. Dễ thương quá. Tao nhờ nó giữ giùm để tao ăn cái đùi. Nó làm hết cái hộp bánh nước của tao luôn rồi. Má. Tao thấy mày cu ly mà mày hơn thua với thợ chánh quá trời ơi. Sao chị Nam này hay nóng tính quá trời ơi. Em có nóng tính rồi nào. Mới vô à, hỏi sao cái lỗ mũi em bự. Giờ cha mẹ em đẻ vậy kêu em làm sao. Ê thấy ghê mà. Ai giữa rồi, ai giữa rồi. Ê quýnh, quýnh cho ga coi, quýnh cho ga coi. Ồ ga đó, ga. Vừa chưa còn. Mạnh lên. Lau miệng cái. Em thấy mấy anh này à, bình luận em là chim ly. Mày bình tĩnh chưa? Bình tĩnh chưa? Em nói với mấy chị nha, ai mà mua chó mà ký 55 ngàn, 60 ngàn em bán con này luôn. Nói cho tao nói tới cái mặt nó gì nè. Người ta thương tình mày, tao mua mày 400 ngàn. Tao thấy á, thôi anh ơi gán lên cho em 50 ngàn nữa đi rồi em bán. Mày sao heo? Hả? Mình phải giữ lý trí của mình. Không gì một vài miếng ăn mà mình đánh giá mất giá trị của mình. Mày hiểu không em? Bỏ đi con, đừng có ăn nó. Coi con lằn con chó rồi đó heo. Gì vậy? Mày bấm cái gì à heo? Không mà cái này là nuôi ông tay áo mà nuôi báo trong nhà. Nó ăn đi chị, tội nghiệp đó. Gì mày? Mà tao mang tiếng xấu. Gì mày? Mà người ta nghĩ tao hành hạ mày. Tao mà thấy mày khùng khùng tao bán mày ký 50. Em thèm nước đá dữ luôn rồi. Là lý do mày ăn của tao rồi phải không? Ôi nó ăn của em hả? Mày chỉ đợi xíu đi. Em mở nhạc buồn lên em nói cho nó nghe. Cái gì? Ủa nó chưa ăn hả? Đồ má đúng là con trai của tao. Trời ơi thiệt luôn. Trời ơi coi mặt cưng dễ sợ nè. Trời ơi ngoan quá hả? Trời ơi nó chơi này thiệt. Ai mua ký 70 không bán luôn á mấy chị. Mày đứa mày đứa báo thiệt. Ai mà mua mày 1 ký 55 ngàn tao bán mày luôn. Mẹ thiệt, ai mua ký 70 không bán luôn á mấy chị. Mình đi làm hồ. Mình ghen được cái tính đó.
mà mình còn được hút thuốc nữa. Thế giới tươi đẹp đây sao? Vậy luôn mà. Chúng ta làm xong, chúng ta giao công trình, chúng ta thấy được một đứa con tinh thần của chúng ta. Ok chưa? Phương hôm nay lớn rồi, biết giảng đạo lý rồi chậm. Hết gạch rồi hả? Đầu tư hẳn một cái mặt kiến. Hết rồi mấy chị thấy em để mấy chị trên ca nước rồi. Trời ơi chết rồi mấy chị ơi. Nga hệ mít cúp đi màn hồ. Mấy chị ơi, cái nói chung là da mặt của mình nó rất là nhạy cảm. Mấy chị hạn chế đụng tay vô da mặt của mình nha. Giả bộ gì, giả bộ nghèo đi chị. Cái gì vậy mẹ? Em nghèo một hai ngày thôi. Má ngày nào cũng nghèo. Tao buồn.